Sisi phát là nó thì nó chạy như trâu ấy. Phi đặt như kiểu ừ, nó là gặp ấy. Ở đâu quá mèo ơi, con gì cắm đau thế nhỉ? Có à? Đau. Xem đoạn này. Cái mày mèo nó thích kể được. Thế làm gì? Xấu mà cũng chạy mất nhiều. Cao lên con lạn như con trâu. Đúng rồi, cũng đi, có mười mấy tuổi, làm 2 ngày 7, hai vợ chồng ra về.
Thank you.
Thank you.